Thưa quý vị, dịch COVID-19 liên tục bùng phát trước Tết Nguyên đán đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tiếp nhận và cung cấp máu. Lượng máu dự trữ tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện thiếu nghiêm trọng và cần tới 20.000 đơn vị máu cho điều trị. Trước Tết Nguyên đán, đã có 30 đơn vị xin hoãn, hủy tổ chức hiến máu với hơn 8.000 đơn vị máu dự kiến tiếp nhận. Sau kỳ nghỉ Tết dài, tiếp tục có thêm 24 lịch hiến máu với dự kiến khoảng 5.000 đơn vị máu bị hoãn. Trong khi đó, ước tính nhu cầu trong tháng 2 và tháng 3 của viện là khoảng 50.000 đơn vị. Với các lịch hiến máu được duy trì đến thời điểm này thì vẫn còn thiếu khoảng hơn 20.000 đơn vị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp cho 177 cơ sở y tế tại 28 tỉnh thành phố phía Bắc. Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, đặc biệt là nhóm máu O, A và hiến tiểu cầu, đồng thời mong muốn các cơ quan, đơn vị duy trì lịch và tích cực vận động hiến máu. Cụ thể tại các địa điểm sau: Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội, từ 8 giờ đến 20 giờ tất cả các ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. Ngoài ra, các điểm hiến máu cố định tại Hà Nội là 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm, 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân, số 10 ngõ 122 đường Láng, quận Đống Đa.